đều có thể khiến Xuân Tiến giận không làm bạn với Quỳnh Lý nữa là gì? Hồi đó Quỳnh Lý đang gọi là cuồng của bé đó, bị cho lên cây hay gì á, nhưng mà một mình cũng buồn á, anh Tiến ơi cà phê, cuối cùng ra là bị thất tình với kêu mình ra. Bạn đang lên án điều gì? Điều gì Quỳnh Lý không hài lòng về Xuân Tiến mà chưa nói? Hết rồi, nói gì là chết rồi, bích lọc khúc này nè. Nào, nhưng khi giờ em lâu quá rồi đó anh Tiến. Cho nợ một cái được không? Đôi bạn. Rồi, diễn tả luôn, hay quá. Rồi, diễn tả rồi, diễn tả rồi, diễn tả rồi. Đó, anh Tiến giàu hay không thì em không tiếp xúc với anh Tiến nhiều thời gian sau này em không biết, nhưng mà anh Tiến là một người rất là giàu tiền bạc, nhưng mà ở khía cạnh của anh thôi. Nhưng mà Quỳnh Lý là em biết có chuyện rất là buồn anh. Nói đi Quỳnh Lý, nói đi ba mặt một lời, nói thằng A mặt một lời có gì đâu anh em không ạ. Vâng, và ngay bây giờ sẽ là lượt chơi của Duy Khánh. Nào mình năm giây rồi. Anh ơi, Wrecking Ball hả, Malaysia hả? I can't